Nóng, phong tỏa 3 khu phố phường An Lạc, Bình Tân, rộng 171 ha với 17.441 hộ. Kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 đối với các khu phố 2, 3 và 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân trong thời gian 14 ngày. Chiều 19 tháng 6, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Bình Tân. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 đối với các khu phố 2, 3 và 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân trong thời gian 14 ngày. Ủy ban nhân dân quận Bình Tân chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng chống dịch, an ninh trật tự tổ chức chốt trận tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện phong tỏa, đảm bảo cung ứng đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa. Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ngành liên quan, ủy ban nhân dân các địa bàn giáp danh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hỗ trợ quận Bình Tân thực hiện tốt chỉ đạo nêu trên. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhật có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với khu phố 2, 3 và 4 phường An Lạc quận Bình Tân. Thời gian thực hiện giãn cách 14 ngày trong khu vực 171 ha với 17.441 hộ, tương đương với 55.931 người. Đề xuất trên được đưa ra khi thời gian qua, trên địa bàn khu phố 2, 3 và 4 phường An Lạc đã có 127 ca bệnh COVID-19, cùng với 26 ca liên quan đến các địa bàn khác và có thể có những ca bệnh chưa phát hiện tại khu vực này. Theo quận Bình Tân, nếu đề xuất được chấp thuận, sẽ có 306 doanh nghiệp bị ảnh hưởng và 4 đơn vị hành chính nằm trong khu vực phong tỏa, vực phong tỏa gồm Văn phòng Tiếp công dân của Trung ương Đảng, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân quận, Tri cục thi hành án dân sự quận. Riêng Ủy ban Nhân dân phường An Lạc sẽ bố trí một hướng di chuyển để cán bộ công chức đến trụ sở, và đi làm nhiệm vụ trên địa bàn. Về biện pháp thực hiện, Ủy ban Nhân dân quận sẽ tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra vào khu vực thực hiện giãn cách với 22 chốt. Tổng lực lượng tham gia dự kiến 198 một người trên một ngày. Cụ thể, đường Hồ Học Lãm đoạn từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt sẽ chốt chặn, cách ly. Riêng tuyến đường Kinh Dương Vương, Võ Văn Kiệt vẫn cho lưu thông nhưng không dừng đỗ. Đối với các cửa hàng tiện ích, quận Bình Tân sẽ cho tiếp tục hoạt động để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, và chỉ phục vụ người dân trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời chỉ chở hàng hóa, không chở người ra vào khu vực giãn cách. Mỗi lần ra vào đều phải khử trùng sát khuẩn. Quận Bình Tân cũng kiến nghị phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan phối hợp hỗ trợ quận. Trong đó, Sở Công Thương Thành phố hỗ trợ cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân khu vực giãn cách.